chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và hôm nay mình sẽ cùng nhau cập nhật là GTA Online nó có những sự kiện gì mới nhé. Ok. Và đầu tiên khi các bạn đăng nhập vào game thì các bạn vào tủ đồ, các bạn vào top và các bạn là vào label thì các bạn sẽ được tặng một chiếc áo Waypoint Vice này. Ok, và trước mặt mình đó chính là con Pegasus Infernus Classic nha các bạn. Và mình còn một con xe khác nữa như thường lại thôi, đó chính là con xe Twister Comet SU nha các bạn. Thì để mà các bạn lấy được con xe này thì các bạn phải đây, các bạn vào đây các bạn xem, đó chính là phải đạt top 1 trong 3 ngày liền nha các bạn. Đây là những con xe cho các bạn lái thử, thì từ trái qua phải đó chính là con Devil Warrior, Twister Atron và Imperial Virtual. Thì tuần này nó sẽ có nhân đôi Revolution ở trong Fursuit Car Mid Race, cái phần đua xe Fursuit Series cũng là cái phần đua xe mà các bạn để lấy cái phần thưởng xe đua cho các bạn đó. Các bạn thắc mắc là Revolution để làm gì? Thì ở đây mình có Reputation level 750, thì khi các bạn đua xe thì các bạn sẽ được Reputation như các bạn. Thì Reputation này nó sẽ unlock cho các bạn những cái áo này ở trong đây nha các bạn. Đây, chính là chiếc áo. Thì khi mà các bạn phải đủ cấp thì các bạn mới mua được. Đây, mà đủ cấp thì nó sẽ unlock hết cho mình nha các bạn. Đây, thì mình đã mua rồi à. Và cái này nó cần Reputation tới cấp 750 rồi nha các bạn. Thì các bạn cấp càng cao thì các bạn sẽ unlock được càng nhiều áo ha, và cũng như quần nữa và giày ha. Để cho các bạn xem thử cái này, các bạn nếu các bạn thích thì các bạn cố gắng đưa xe và các bạn unlock thôi ha. Và ở bên đây nó có shoes, đây là shoes, giày. Reputation là vậy đó. Và tuần này đó chính là có sự kiện về các auto shop. Thì ở những sự kiện auto shop thì chúng ta sẽ có renovation và nó sẽ giảm giá tầm 30% cho các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn đổi vị trí auto shop hoặc là các bạn chưa mua auto shop thì các bạn nên mua hai vị trí này ha. Và nó sẽ có giá tầm 1.3 triệu. Ở đây renovation thì nó sẽ giảm giá cho mình luôn. Ví dụ như mình thay đổi màu lan can chẳng hạn thì nó sẽ giảm giá cho mình. Đây, logo thì nó cũng sẽ giảm giá cho mình. Nhân viên thì nó cũng sẽ giảm giá cho mình. Và Expert, Personal Water và Calip. Thì Calip này là để các bạn có thể sửa chữa xe cho khách hàng. Và Personal Water là để các bạn set spawn location cho các bạn. Dành cho các bạn nào chưa biết về cái bản này, thì khi các bạn mua AutoShop thì các bạn sẽ có cái bản này. Và hiện tại Rockstar đang nhân đôi các tiền thưởng ở trong đây nếu bạn là. Đó chính là cái nhiệm vụ nhỏ trong cái game AutoShop này. Và khi các bạn làm, các bạn sẽ quét hai cái và các bạn sẽ làm final ha các bạn. Đó như một cái hex nhỏ trong game vậy. Ở đây thì các bạn phục vụ xe thì khi các bạn chỉnh sửa nâng cấp theo yêu cầu của khách hàng và các bạn sau xe này thì các bạn sẽ được nhân đôi số tiền xe. Thay vì bình thường là 4 thường là 20 ngàn, thì bây giờ mình sẽ có là 40 ngàn. Và mình sẽ làm theo yêu cầu cho các bạn xe nha. I cannot understand policy at all. I need to reduce things to a really basic level. I'm perfect for higher office. Khi các bạn chọn xong thì nó sẽ mất cái dấu màu xanh đi ha. Và khi các bạn làm xong hết thì nó sẽ hiện cái dấu xanh ở bên đây là cái phần performance. Đây, mình mới làm xong mất cái dấu trắng đi, nó đổi thành cái xanh này. From the home of creeps, cults and rock and roll. Bạn xong thì các bạn ấn confirm. Đây, nó sẽ hỏi là các bạn muốn trả 35.000 cho cái phí dịch vụ này không, thì các bạn trả. Đó. Và ở đây nó sẽ hỏi là các bạn sẽ trực tiếp vận chuyển xe hay là các nhân viên các bạn sẽ vận chuyển xe, thì mình sẽ trực tiếp giao xe luôn. Rồi mình đi giao thôi các bạn. Ok, và tiền thưởng của mình đã bây giờ đã lên 85.000, đó chính là tất cả giá trị vừa phải giao xe xong nha các bạn. Ok, shop này thì nó sẽ có một cái bảng, đó chính là Exotic Sports List.
thì ở trong đây là những chiếc xe nào thì ở trong đây là nó sẽ có những chiếc xe mà nó sẽ nằm ngoài đường phố và nó sẽ là cái chấm xanh lên cho các bạn, thì các bạn tới đó và các bạn sẽ lấy chiếc đó và các bạn giao tới cho bánh kẹn và bánh kẹn nó sẽ giao đi khi các bạn thấy một cái chấm xanh là nó sẽ là một chiếc xe như thế này. Và khi các bạn ngồi lên thì các bạn thấy đây mà dấu kẹn nó thấy không, thì nó sẽ ghi là this vehicle is part of exotic export list, các bạn chỉ cần đem nó tới đó là các bạn đem, khi các bạn đem nó thì nó sẽ bán cho các bạn. Thì vui tay sơn của các bạn sẽ tăng lên, thường sẽ là 200 ngàn, bây giờ nó sẽ là 40 ngàn. Ở Legendary Sport hiện tại đã có một chiếc xe mới, nó tên là Western River, thì mình có thể mua chiếc này đó, nó với giá là 1.9 triệu và không giảm giá các bạn. Bạn có thể mua và bạn đưa nó về ở chính xí cho hợp bộ. Ok, và tiếp theo chúng ta nhìn cái mẫu xe giảm giá. Hiện tại có con Vista Aeon, cũng là con xe Space Track, thì nó có giá là 1.1 triệu. Con Uber Cyber có giá là 813 ngàn. Con Ember Catcher cũng là con xe Space Track thì nó có giá là 937 ngàn. Và con Ford Cyclone có giá là 1.4 triệu. Và con này cũng là xe Space Track thì nó cũng giảm còn 1.150 ngàn. Ok, nói về tất cả các game sumo thì nó sẽ nhân 2 OP và nhân 2 money cho các bạn nha các bạn. Ok, và giờ tới phần quan trọng nhất, đó chính là phần Great Ocean Highway. Thì phần Tram Trail này, thời gian cá nhân đó chính là 2 phút 4 giây. Và một cái Tram Trail nữa đó chính là Ocean Vertical Tram Trail, nó sẽ là ở hình thức size 1 và thời gian cá nhân đó chính là 1 phút 50, cho các bạn nào đang cần thì dồi dào các bạn. Video của mình đã kết thúc tại đây và chào các bạn. Bye bye. Peace.